Cũng vào ngày 13 tháng 7, phái đoàn của Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã nhóm họp với các quan chức Liên Hợp Quốc tại Istanbul để thảo luận về khả năng nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen trong bối cảnh cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang có chiều hướng xấu đi. Phát biểu sau cuộc thảo luận, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã xác nhận các bên đã đạt được bước tiến lớn và quan trọng. Chia sẻ với báo giới ở New York sau cuộc thảo luận với các quan chức Nga, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết các bên đã đạt được bước tiến lớn và quan trọng hướng tới một thỏa thuận toàn diện nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ Odessa, cảng chính bên bờ Biển Đen. Chúng tôi hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận cuối cùng vào tuần tới. Tuy nhiên, như tôi đã nói, chúng ta vẫn cần rất nhiều thiện chí và cam kết từ tất cả các bên. Ông Guterres cũng cho rằng, mặc dù Ukraine và Nga đã đối thoại, nhưng để đi đến hòa bình vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cùng ngày cũng xác nhận vòng đàm phán giữa các quan chức nước này, Nga, Ukraine và Liên Hợp Quốc về việc nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ở Biển Đen đã mang đến một thỏa thuận nhằm thiết lập một trung tâm điều phối để đảm bảo các tuyến đường an toàn. Thỏa thuận này sẽ được ký vào tuần tới. Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc cho biết, tại Ukraine hiện vẫn còn 18 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu của mùa vụ năm ngoái tồn đọng ở các kho chứa, trong khi quốc gia này dự kiến sẽ thu hoạch 60 triệu tấn nữa vào mùa vụ năm nay. Nếu không xuất khẩu được số ngũ cốc tồn đọng, Ukraine có thể bị thiếu kho chứa để bảo quản ngũ cốc. Trong khi đó, việc xuất khẩu ngũ cốc từ Nga, Ukraine bị ngưng trệ đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng lương thực ở nhiều nước trên thế giới. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm Iran vào ngày 19 tháng 7 tới. Tổng thống Nga Putin sẽ có cuộc gặp ba bên với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan theo thể thức tiến trình hòa bình Astana. Hình thức này được triển khai từ đầu năm 2017 nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 11 năm ở Syria. Bên cạnh cuộc gặp ba bên, các nhà lãnh đạo sẽ có các cuộc gặp song phương. Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Quốc hội Iran cho biết chủ đề chính trong cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Raisi là hợp tác kinh tế giữa Iran và Nga. Cho rằng Nga cần hợp tác kinh tế hơn nữa với Iran trong bối cảnh các nước phương Tây áp đặt trừng phạt đối với cả Moscow và Tehran. Thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 7, Tổng thống Biden cảnh báo rằng Mỹ sẽ sử dụng vũ lực để ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân nếu như tất cả các biện pháp khác thất bại. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh 12 tin tức của Israel, khi được hỏi liệu ông có sử dụng sức mạnh quân sự để ngăn Iran trở thành một quốc gia hạt nhân, Tổng thống Biden trả lời rằng có, nếu đó là giải pháp cuối cùng. Tiến trình đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân lịch sử vẫn chưa đạt được tiến triển. Một trong những điểm khó trong việc đạt được một thỏa thuận này là việc Mỹ coi lực lượng vệ binh cách mạng của Iran là một tổ chức khủng bố. Có một số thông tin nói rằng chính quyền Mỹ cân nhắc loại bỏ cách nhìn này. Thế nhưng trong cuộc phỏng vấn nói trên, ông Biden xác nhận rằng điều đó sẽ không xảy ra. Vào ngày 13 tháng 7, chính phủ Hungary cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng, đồng thời thông qua 7 biện pháp bao gồm hạn chế giới hạn giá khí đốt và điện ở mức tiêu thụ trung bình kể từ ngày 1 tháng 8. Theo chánh văn phòng Thủ tướng Hungary, cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine và các lệnh trừng phạt EU áp đặt lên Nga đã khiến giá năng lượng trên khắp châu Âu tăng mạnh, gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng ở khu vực này. Quyết định của chính phủ là một trong những biện pháp nhằm bảo vệ lợi ích của các gia đình và nguồn cung cấp năng lượng của nền kinh tế Hungary. Theo kế hoạch này, thì Hungary cũng sẽ tăng sản lượng khí đốt trong nước, đẩy mạnh khai thác than non cũng như là cấm xuất khẩu năng lượng bao gồm cả củi. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở Thái Bình Dương đang ngày càng quyết liệt, Mỹ đã công bố một loạt các biện pháp đẩy mạnh hợp tác và gắn kết với khu vực. Washington cũng sẽ chỉ định phái viên đầu tiên từ các đảo Thái Bình Dương và khởi động chiến lược quốc gia mới đối với khu vực này. Trong bài phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương lần thứ 51 diễn ra tại Fiji ngày 12 tháng 7, Phó Tổng thống Mỹ cho biết khu vực Thái Bình Dương đã không nhận được sự quan tâm xứng đáng từ phía Mỹ trong nhiều năm qua, và giờ đây Mỹ sẽ lắng nghe, hợp tác với khu vực để gia tăng sức mạnh cho Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương, giúp các nước đoàn kết mạnh mẽ để củng cố tiếng nói trên trường thế giới.
Mỹ tự hào là một quốc gia Thái Bình Dương và có cam kết lâu dài với các quần đảo trong khu vực. Đó là lý do vì sao Tổng thống Joe Biden và tôi tìm cách tăng cường quan hệ đối tác với các bạn. Chúng tôi nhận thấy rằng, trong những năm gần đây, các quốc đảo Thái Bình Dương không nhận được sự quan tâm và hỗ trợ xứng đáng. Và hôm nay, tôi ở đây để nói với các bạn rằng, chúng tôi sẽ thay đổi điều này. Để cùng đồng hành với các quốc đảo Thái Bình Dương trong việc thực hiện mục tiêu này, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cam kết tài trợ 600 triệu đô la Mỹ cho khu vực, đồng thời công bố kế hoạch mở hai đại sứ quán Mỹ tại Tonga và Kiribati. Theo bà Harris, chính phủ Mỹ đã sẵn sàng khởi đầu một chương mới tại Thái Bình Dương và mong muốn tăng cường sự hiện diện tại khu vực này. Phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ cho thấy những điểm mới trong chính sách của Mỹ đối với khu vực. Thủ tướng Australia Anthony Albanese và quan chức diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương đã lên tiếng hoan nghênh động thái từ phía Mỹ. Việc Mỹ đẩy mạnh cam kết đối với khu vực Thái Bình Dương được đưa ra trong bối cảnh của cạnh tranh chiến lược trong khu vực ngày càng diễn ra quyết liệt với sự gia tăng hiện diện và mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc tại nơi mà trước kia có mối quan hệ chặt chẽ với Australia và New Zealand. Thưa quý vị, giá trị của đồng euro so với đồng đô la Mỹ đang ở mức thấp nhất trong hai thập kỷ qua. Và thời điểm này, euro cũng chỉ quanh quẩn ngang với mức giá của đồng đô la Mỹ. Đây là một thông tin tốt cho những người Mỹ muốn đi du lịch châu Âu vào mùa hè này. Tại Paris, những du khách Mỹ đang đổ về rất đông. Với những người Mỹ đang du lịch tại thủ đô của Pháp, việc đồng euro ngang giá với đô la Mỹ thực sự là một món quà đáng kể. Mọi thứ có giá phải chăng hơn, khách sạn ít tốn kém hơn một chút, thức ăn cũng ít đắt hơn một chút, chi phí cho chuyến đi ít tốn kém hơn. Vì vậy, chúng tôi có thể làm một số điều xa xỉ mà chúng tôi thích nhưng bình thường không làm được. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, hai đồng tiền có giá trị gần ngang bằng nhau. Điều đó có nghĩa là một chiếc túi Chanel có thể rẻ hơn thậm chí 1.000 đô la, nhờ khoản tiết kiệm từ tỷ giá hối đoái và tiền hoàn thuế. Điều đó khiến nhiều du khách Mỹ muốn mua sắm nhiều hơn khi du lịch châu Âu. Việc đồng euro gần ngang giá đô la Mỹ đã khuyến khích chúng tôi chi tiêu, giống như chúng tôi đang được mua hàng giảm giá ở đây vậy. Vì vậy, chúng tôi có thể mua sắm khá là thoải mái. Kể từ đầu năm, đồng euro đã mất giá 11,5% so với đồng bảng xanh do nỗi lo ngại về khả năng suy thoái gây ra bởi cuộc khủng hoảng năng lượng và chiến dịch tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu thua xa với chiến dịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Một số nhà phân tích cho rằng tỷ giá này có thể kéo dài ít nhất vài tuần. Đợt suy giảm này diễn ra trong một thời điểm rất tốt cho du khách Mỹ khi mà lạm phát khiến mọi thứ trở nên đắt đỏ hơn nhiều. Theo Hiệp hội Du lịch Mỹ, chi phí cho du lịch ở Mỹ từ vé máy bay, chỗ nghỉ, vui chơi giải trí và ăn uống đã tăng gần 19% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm 2019 trước khi đại dịch xảy ra. Vì vậy, nhiều người Mỹ lựa chọn đi du lịch nước ngoài. Một cuộc khảo sát mới đây với 4.000 người cho thấy hầu hết trong số họ muốn đi du lịch nước ngoài và châu Âu là điểm đến phổ biến nhất.